Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta có một video đặc biệt nơi mà chúng ta sẽ trình bày về 4 cách đặc biệt giúp cho bạn có thể nói chuyện với vũ trụ. Có thể một số bạn đang tự hỏi rằng tại sao mình lại muốn nói chuyện với vũ trụ. Thì đó có thể là vì bạn có những mong muốn hay là những lời cầu nguyện mà bạn muốn được lắng nghe, hoặc là thậm chí bạn có những câu hỏi mà bạn muốn tìm được câu trả lời rõ ràng hơn. Và Jenny có thể nói rằng khi bạn sử dụng đúng phương pháp và nếu như bạn đi sâu vào đủ, bạn sẽ thực sự nhận được thông điệp, thậm chí là có thể nghe thấy tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn của bạn để nhận được câu trả lời lớn mà bạn đang tìm kiếm trong suốt quãng thời gian qua cho mọi câu hỏi của bạn. Đồng thời đây cũng là phương pháp giúp hiện thực hóa luật hấp dẫn để đạt được điều bạn muốn nhanh nhất. Đây chính là kỹ thuật mạnh nhất, quyền lực nhất mà một người có thể thực hiện được. Và trong video này, Jenny sẽ chia sẻ với các bạn 4 cách đặc biệt đó và cách cuối cùng có lẽ là cách khó nhất nhưng cũng là cách hiệu quả nhất để nhận được hình ảnh đầy đủ và phản hồi đầy đủ chính xác nhất từ vũ trụ. Ok, và trong video này Jenny sẽ phân tích cho các bạn 4 cách đặc biệt để có thể nói chuyện với vũ trụ. Có thể bạn là người tin vào luật hấp dẫn, tin vào việc hiện thực hóa mong muốn, hoặc là có thể bạn có một mức độ nhận thức cao hơn một chút và muốn đi sâu hơn với các phương pháp thực hành tâm linh trong các buổi thiền của mình để bạn có thể kết nối với đấng thiêng liêng, với vũ trụ, với Chúa, với các vị thần Phật Bồ Tát. Và nếu như các bạn đang muốn điều đó thì Jenny nghĩ 4 cách đặc biệt này sẽ thực sự có thể giúp cho bạn, như nó đã giúp cho Jenny và hàng ngàn người khác mà Jenny đã chia sẻ những phương pháp này trên khắp thế giới. Và đây cũng là những phương pháp mà Jenny đã học được từ vị thầy tâm linh của mình trong hành trình của mình đến Đại Bảo Tháp Mandala khi mà Jenny thực hiện cuộc hành hương tâm linh đầu năm. Vì vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với cách đặc biệt đầu tiên, đó là kích hoạt chakra lân xa tim. Vậy tại sao việc này lại quan trọng như vậy? Đầu tiên thì chúng ta cần hiểu rõ một điều như thế này. Bây giờ các bạn hãy cùng thực hiện theo Jenny nhé. Hãy lấy lòng bàn tay của bạn, đặt lòng bàn tay trái lên trung tâm tim của mình và lấy lòng bàn tay phải đặt lên bàn tay trái như thế này. Và Jenny muốn các bạn chỉ giữ ở đó và đưa nhận thức và ý thức của bạn vào trái tim. Qua mỗi hơi thở bạn hít vào và thở ra. Hãy hít thở bằng trái tim của bạn và hình dung rằng luân xa tim của bạn thực sự đang hít thở luồng không khí đó. Bởi vì đây chính là cách để kích hoạt luân xa tim này. Trong lúc các bạn đang hít thở vào và ra như vậy thì hãy tập trung vào điều này và hãy tự hỏi bản thân một câu hỏi rằng bạn có cảm thấy một chút áp lực đang tăng lên ở luân xa tim không? Và bây giờ thì bạn có thể cảm thấy hơi giống như có cái gì đó đang chặn bạn, làm cho hơi thở của bạn trở nên nông hơn bình thường, khó thở hơn một chút, hoặc là có thể bạn cảm thấy một cảm giác khó chịu ở đó. Nếu như bạn cảm nhận được những điều này thì có nghĩa rằng bạn đang kích hoạt được luân xa tim của mình. Vậy tại sao việc này lại quan trọng? Bởi vì khi chúng ta kích hoạt luân xa tim thì điều sẽ xảy ra là nó giúp mở ra các trung tâm năng lượng trong cơ thể. Nó kiểu như sẽ làm thức tỉnh các trung tâm năng lượng này. Và khi các trung tâm năng lượng này thức tỉnh thì chúng sẽ đưa năng lượng di chuyển toàn bộ cơ thể của bạn. Hướng đi của năng lượng là từ dưới lên trên. Và bây giờ khi một số năng lượng di chuyển được ra bên ngoài sẽ có một sự giải phóng năng lượng ở đây. Một số bạn có thể thậm chí bắt đầu khóc hoặc là cảm thấy xúc động. Nhưng đó là điều rất tốt. Chẳng hạn như gần đây có một cái video clip viral về việc các bạn đi Bali để được chữa lành và các bạn có thể khóc hoặc là thậm chí la hét trong những cái buổi chữa lành đó. Và các bạn hỏi Jenny rằng điều này có thật không? Thì mình có thể nói rằng đó hoàn toàn là sự thật. Bởi vì đó là khi mà năng lượng trong cơ thể của bạn được giải phóng. Đó là những năng lượng tiêu cực tích tụ từ hàng nhiều năm trước. Và bây giờ nó được giải phóng và nó được rời đi khỏi cơ thể. Và nước mắt chính là một dạng năng lượng âm. Khi mà nó chảy ra nghĩa là bạn đã giải phóng được một phần lớn những năng lượng tồn đọng trong cơ thể của bạn. Và quay trở lại với bàn tay mà bạn đang đặt ở trên luân xa tim của mình, thì bây giờ bạn có thể hòa mình với dòng năng lượng này. Có nghĩa là nó không còn cảm giác gây áp lực hoặc là khó chịu nữa. Nó đã vượt qua giai đoạn hỗn loạn và bây giờ có một trật tự mới và bạn sẽ bước vào trạng thái tiếp theo, đó là bình yên. Khi bạn ở trong trạng thái bình yên đó, đó là kết nối của bạn, là cảm giác hạnh phúc của bạn với vũ trụ. Bởi vì nếu như bạn đã xem các video khác của Jenny trước đây và bạn sẽ thấy Jenny luôn nói rằng cảm xúc là năng lượng đang chuyển động. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy xúc động hay cảm giác trào dâng trong tim thì bất kỳ loại năng lượng cảm xúc nào bạn thường cảm nhận nó ở đây hoặc là ở trong vùng bụng của bạn. Đây là nơi mà chúng ta cảm nhận được những dạng năng lượng đó và nó sẽ đi chủ yếu từ luân xa 1, 2, 3 và lên đến luân xa tim. Và bây giờ bởi vì năng lượng đang di chuyển rất mạnh nên bất cứ điều gì bạn suy nghĩ, cảm nhận, bạn phát ra tín hiệu với vũ trụ thì đều đang ở mức kết nối cao nhất với các năng lượng thiêng liêng, với năng lượng vũ trụ. Và đó là lý do vì sao mà Jenny nói đây chính là thời điểm tốt nhất để bạn thiết lập mục tiêu và mong muốn của bạn, gửi lời cầu nguyện của bạn hoặc là bất cứ thứ gì mà bạn muốn sau khi kích
hoạt được lympho tim này và bạn sẽ nhận được kết quả một cách nhanh chóng nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp thứ hai, đó là thiền thạch ăn. Để bắt đầu thì bạn cần chuẩn bị một viên đá thạch ăn và tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi như thế này. Nếu như bạn chưa từng sử dụng đá thạch ăn trước đây thì bạn có thể nghiên cứu các loại đá thạch ăn khác nhau với những màu sắc khác nhau để tìm ra loại đá phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Chẳng hạn như là thạch ăn vàng sẽ giúp kích thích những năng lượng về tiền bạc, thịnh vượng, giàu có, hoặc là thạch ăn hồng sẽ giúp kích hoạt những năng lượng về tình yêu thương, chữa lành, và thạch ăn tím sẽ giúp thu hút may mắn, nâng cao tần số rung động và khả năng tâm linh của bạn. Hoặc là bạn cũng có thể tham khảo những loại đá phù hợp nhất với nhu cầu của bạn qua cuốn sổ tay Master mà Janice để link ở bên dưới cho các bạn có thể tải về đọc nó miễn phí nhé. Và khi tìm được một viên đá thạch ăn phù hợp rồi thì hãy đặt viên đá ở bên cạnh và nằm xuống, lưng bạn đặt trên mặt đất, đầu bạn đặt trên mặt đất, lòng bàn tay hướng lên trên. Lúc này thì bạn chỉ cần nằm phẳng ra thôi. Trong yoga thì gọi đây là tư thế Shavasana, hoặc là bạn cũng có thể ngồi thẳng lưng nếu như bạn đã quen với việc ngồi thiền rồi. Sau đó thì hãy thở sâu và chậm, tập trung vào việc hít thở, hơi thở vào và ra. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang hít thở năng lượng dương vào cơ thể của mình và tạo ra một sự cân bằng giữa năng lượng dương và âm. Và bây giờ khi bạn nằm trong tư thế Shavasana như vậy, và nếu như bạn mang sự hiện diện của tâm trí và sự tập trung của bạn về đây, bạn sẽ cảm thấy rằng có một quá trình làm cho bạn cảm thấy tĩnh lặng và được chữa lành. Chỉ bằng cách nằm đó, trên giường hay là trên mặt đất đều được. Và bạn sẽ cảm thấy thật là bình yên, bạn cảm thấy rất thư giãn. Và nếu như bạn thực sự mang được ý thức của bạn về những gì bạn đang cảm nhận trong khoảnh khắc hiện tại này, thì bạn sẽ nhận ra rằng nó cảm giác giống như là mẹ trái đất Gaia đang ôm lấy bạn, bao bọc bạn. Bạn sẽ cảm nhận được lực hấp dẫn tự nhiên, lực hấp dẫn kéo bạn vào lòng đất, giống như bạn đang tan chảy và được bảo vệ. Bởi vì năng lượng của bạn đang được kết nối mạnh mẽ đến mẹ trái đất thông qua các viên thạch ăn. Nó có thể giúp kết nối toàn bộ năng lượng của trái đất và năng lượng vũ trụ. Vì vậy khi bạn cảm thấy thư giãn và tĩnh lặng nhất vào khoảnh khắc đó, thì đây chính là thời điểm tốt nhất để có thể kết nối cao nhất để bất cứ điều gì bạn muốn nói hoặc là muốn cầu nguyện với vũ trụ, như là cầu xin thành công, tiền bạc, tình cảm, hôn nhân tốt đẹp, thì đều sẽ được truyền tải và đón nhận một cách nhanh chóng nhất. Điều này là cực kỳ quan trọng, bởi vì khi tâm trí của bạn được yên tĩnh, không còn nghi ngờ, lo lắng, thì cánh cổng năng lượng mới được mở ra và mọi thứ trong trạng thái chuyển động tích cực. Một khi bạn trở nên nhất thể với vũ trụ, khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi thì bạn sẽ thấy rằng câu trả lời sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi bạn bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, bạn sẽ thấy rằng ý tưởng và lời giải bắt đầu được rớt xuống tâm trí của bạn. Và nếu vào những khoảnh khắc đó bạn hỏi xin thì bạn sẽ nhận được. Và cách thứ ba đó là cầu phúc an nhân. Để giúp cho quá trình thực hành luật hấp dẫn và kết nối trò chuyện với vũ trụ của bạn trở nên nhẹ nhàng, đơn giản và nhanh chóng hơn, thì Jenny muốn mời các bạn tham gia lễ cầu phúc an nhân đang được mở đăng ký dân sớ cầu nguyện trong mùa 1 âm lịch sắp đến. Như trong buổi lễ cầu phúc an nhân vừa được tổ chức trong tháng rồi, thì Jenny và ban tổ chức đã nhận được gần 2.000 lá sớ cùng những phần lễ vật đáng quý từ các bạn gửi về, và đã được làm phép gia trì giúp tăng điểm phúc khí cho từng người và gia đình các bạn. Đồng thời những lời tâm tư, những thắc mắc, những lời cầu nguyện của các bạn gửi về buổi lễ chắc chắn sẽ thu hút được những điều hạnh phúc hơn, thành công hơn và sự giải đáp cũng như là sự giàu có trong năm 2024 này cho các bạn. Hôm nay Jenny muốn chia sẻ với các bạn một chút rằng sau 3 khóa lễ với gần 5.000 lá sớ được dâng chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, giúp cho mọi người cầu phúc cho bản thân, cho thân nhân cũng như để kết nối với vũ trụ, với các vị thầy tâm linh của các bạn thông qua những lời cầu nguyện hay là viết ra ý nguyện mong muốn của các bạn qua những tờ sớ lễ. Chẳng hạn như trong các đăng ký bạn gửi về có thể viết ra những ý nguyện mong cầu trong công việc, sự nghiệp, cầu sức khỏe bản thân và gia đình, cầu tình duyên, hôn nhân, tình cảm lứa đôi viên mãn hạnh phúc, hoặc đơn giản chỉ là cầu bình an cho những người đặc biệt trong lòng mình. Và đặc biệt là nếu như bạn đang có thắc mắc hay là có câu hỏi nào muốn được giải đáp bởi những vị thầy tâm linh của bạn, thì bạn cũng có thể gửi câu hỏi của bạn vào lá sớ và sẽ được nhận câu trả lời từ những vị thầy tâm linh bằng nhiều cách qua những dấu hiệu thường ngày. Và đặc biệt nghi lễ này là hoàn toàn miễn phí, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng, miễn là bạn thành tâm và tin tưởng. Và hãy nhớ bấm đăng ký subscribe kênh YouTube của Jenny cũng như follow các trang mạng xã hội như là trang Facebook và Instagram của Jenny, hoặc là vào ngay link bên dưới phần bình luận để đăng ký ngay hôm nay nhé. Và cách đặc biệt thứ tư đó là Dimension Hack, tức là du hành xuyên chiều kích. Phương pháp cuối cùng có lẽ là phương pháp khó nhất trong tất cả, nhưng mà nó rất đáng giá nếu như bạn biết cách thực hiện đúng cách. Đây là phương pháp giúp hiện thực hóa luật hấp dẫn để đạt được điều bạn muốn nhanh chóng nhất. Đây cũng là kỹ thuật mạnh nhất, quyền lực nhất mà một người có thể thực hiện được. Và bởi vì nó quá mạnh và sẽ rất nguy hiểm nếu như gặp phải những người muốn thu hút hay là áp dụng nó vào những điều không nên làm, nên là phương pháp này chỉ được hướng dẫn có giới hạn cho những bạn nào đến tham dự sự kiện Phúc Khí 2024 do Jenny trực tiếp hướng dẫn. Còn bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu về chiều không gian là gì. Để Jenny lấy một ví dụ về con sâu cho các bạn. Hãy thử tự đặt câu hỏi rằng con sâu có biết rằng nó đang tồn tại không? Nó có biết bạn đang tồn tại không?
nó có biết tên của bạn không? Hay là nó có biết cái gì gọi là con người, cái nhà, cái xe hơi không? Và nếu như bạn là một con sâu thì thế giới của bạn sẽ trông như thế nào? Hãy thử suy nghĩ về những câu hỏi này. Và điều tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về thời gian. Thời gian ở những chiều không gian khác có giống nhau không? Nếu như bạn ra ngoài vũ trụ hay là bạn lên sao hỏa chẳng hạn, thì thời gian ở không gian bên ngoài đó có giống như ở trong trái đất này không? Nếu như bạn thay đổi điều gì ở chiều không gian bên ngoài thì bên trong này có bị ảnh hưởng không? Để cho nên lấy một ví dụ khác cho các bạn, đó là những tế bào trong cơ thể. Các tế bào của bạn có biết bạn là ai không? Nó không biết. Thế giới bên trong hay là chiều không gian bên trong không biết về chiều không gian bên ngoài này. Nó không biết tên, không biết công việc, không biết cuộc sống của bạn. Nhưng nếu bạn uống một ly rượu, ví dụ như là rượu whisky hay là tequila, thì điều gì sẽ xảy ra với các tế bào bên trong? Cho nên có thể nói rằng với các tế bào này, nó không gọi đó là tequila hay là whisky, mà đó chính là sóng thần, là thiên tai, là lũ lụt, bão táp và một đám tế bào khác bị giết chết bởi tai họa này. Bởi vì bên ngoài bạn có thể cảm thấy một chút say, một chút chóng mặt, nhưng mà các bạn nghĩ xem các tế bào sẽ cảm thấy như thế nào? Đó là nó phải đem ra cả một đội quân để chiến đấu, để giúp cho cơ thể của bạn chống chọi lại được với cái mà nó coi là nguy hiểm, là chất độc hại cho cơ thể. Điều này có nghĩa là một thay đổi nhỏ ở không gian bên ngoài sẽ ảnh hưởng to lớn đến các không gian bên trong. Và hãy thử tưởng tượng một ngày các tế bào của bạn đọc được quy luật hấp dẫn, thực hành các phương pháp đặc biệt để kết nối với chiều không gian bên ngoài, nghĩa là bạn là người mà chúng gọi là thần thánh hay là thượng đế. Và bởi vì nó chưa bao giờ được gặp bạn, và nó sẽ cầu nguyện hy vọng rằng bạn sẽ không có tạo thêm một trận sóng thần nào bên trong đó nữa. Điều này nghe có vẻ hợp lý đúng không? Và điều đó cũng giống như là những gì mà chúng ta đang làm hiện tại với chiều không gian bên ngoài đối với các vị thần Phật tiên thánh mà chúng ta vẫn thường thờ kính hàng ngày. Và một điều nữa là đối với những người bình thường, để đẩy nhanh luật hấp dẫn là thông qua thiền ngủ hay là những giấc mơ. Nhưng nếu muốn đi sâu hơn, hiệu quả mạnh hơn thì phải thông qua thiền trung tâm năng lượng, là để cho con mắt thứ ba của bạn được kích hoạt. Bởi vì những gì bạn thay đổi ở chiều không gian bên ngoài thì chỉ cần thực hành trong vòng 5 phút sẽ bằng với những gì mà bạn cố gắng thay đổi trong nhiều tuần ở chiều không gian bên trong này. Dù mục đích của bạn là gì, chẳng hạn như là thu hút tình yêu, thành công, tài chính, chữa lành, thay đổi tư duy, nhận thức hay rèn luyện, chuyển hóa tinh thần, thể chất, trí tuệ v.v. thì chỉ cần một điều chỉnh nhỏ ở không gian bên ngoài sẽ bằng một thay đổi to lớn ở chiều không gian 3D này. Cho nên mới nói đây là phương pháp cực mạnh và quyền lực nhất để đạt được những mục tiêu của bạn nhanh chóng nhất. Vì phương pháp này không phù hợp với những người bình thường, hoặc là với những người chỉ muốn thu hút những điều nhỏ nhặt, thì bạn có thể áp dụng những cách cơ bản của luật hấp dẫn là đủ rồi. Phương pháp này chỉ dành cho những bạn nào thực sự muốn có một sự chuyển biến to lớn trong cuộc sống. Và nếu như bạn đến dự sự kiện Phúc Khí 2024 do Jenny trực tiếp hướng dẫn, là những bạn muốn thay đổi, chuyển hóa bản thân để đạt những thành công lớn hơn, những mục tiêu lớn hơn trong công việc, sự nghiệp, cuộc sống, thì bạn sẽ có thể tìm được câu trả lời cho bạn. Jenny đã học được cách đi đến thành công, vậy nên bây giờ đến lượt mình hỗ trợ những người khác. Sứ mệnh của mình là đào tạo và khích lệ mọi người sống theo khả năng cao nhất của họ, dựa trên lòng dũng cảm, mục đích và niềm vui, thay vì nỗi sợ hãi, lo lắng và trách nhiệm. Vì thế Jenny muốn mời các bạn đến tham dự sự kiện Phúc Khí 2024 sắp tới. Sự kiện này sẽ nâng bạn lên một cấp độ thành công mới, bởi tại đây chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn ngay tại chỗ, chỉ trong vòng một ngày nghỉ cuối tuần của bạn. Bạn sẽ kinh ngạc nhận ra rằng những thứ đang níu giữ bạn lại phía sau, khiến cho bạn rời xa khỏi mục tiêu hay là không thể phát huy được khả năng tài chính của bạn. Và sự kiện này sẽ đem lại cho bạn cái nhìn mới về cuộc sống, tiền bạc, các mối quan hệ xã hội và cả bản thân của bạn. Và ở tại cộng đồng này, bạn sẽ gặp được hàng trăm người có cùng cách nghĩ đến từ khắp nơi trên thế giới giống như bạn. Nhiều người trong số họ có thể trở thành bạn bè hoặc là đối tác kinh doanh của bạn. Và cho nên có thể giải thích điều này trong event Phúc Khí sắp tới được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây hoàn toàn là kiến thức từ thế giới tâm linh quan trọng, hứa hẹn sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của các bạn. Nếu mọi người quan tâm thì ngay tại dưới video này có link cho các bạn đăng ký để là người sớm nhất sở hữu những chiếc vé tham gia event cùng các ưu đãi và phần quà bí mật độc quyền hỗ trợ bạn được bình an phúc lành nhé. Với event Phúc Khí 2024 sẽ chỉ cho bạn từng bước sử dụng các phương pháp và kỹ thuật để thu hút thành công tình cảm và tăng cường sức khỏe, hấp dẫn tiền bạc vào cuộc sống một cách nhanh chóng nhất. Những điều này bản thân Jenny cũng đã từng áp dụng, và sau nhiều năm thực hành và áp dụng vào cuộc sống thì mình đã vô cùng kinh ngạc trước những gì mà nó đang diễn ra. Nó tạo ra những kết quả khiến cho Jenny không thể tưởng tượng nổi chỉ trong một thời gian ngắn, với những chuyển biến mạnh mẽ nhất trong tư duy, cuộc sống, công việc và các mối quan hệ của mình. Tất cả sẽ giúp bạn tạo nên một cuộc sống như bạn mong muốn, giúp bạn phát triển bản thân,
chữa lành mọi tổn thương và hiểu được chính xác cách vận hành của các quy luật vũ trụ. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn vũ trụ vì đã chỉ đường cho bạn đến với những điều sẽ được tiết lộ tại đây, và đó cũng là điều tạo nên một buổi tối đáng nhớ không thể nào quên dành cho bạn. Tuy rằng sự kiện này rất ít khi được Jenny tổ chức, nhưng lần này cũng sẽ giới hạn số lượng đăng ký. Và một khi mà Jenny đăng video này và gửi thư cho hơn 200.000 người theo dõi, chưa kể chạy quảng cáo ngoài kia, thì mình dám chắc rằng sẽ hết chỗ sớm thôi. Vậy nên ngay khi bạn đang xem được video này thì để chắc chắn rằng bạn vẫn còn chỗ cho ngày hôm nay thì hãy vào link đọc thêm thông tin bên dưới và bạn sẽ nhận được xác nhận xem bạn có là một trong số những người may mắn đó hay không. Vì vậy hãy nhanh tay lên nhé. Cách thức đăng ký là nhanh chóng điền vào link ở bên dưới phần bình luận video để đăng ký vé sớm, vì đây là sự kiện đặc biệt tổ chức ở địa điểm đặc biệt nên là số lượng chỗ ngồi giới hạn. Còn đặc biệt như thế nào thì các bạn hãy đón xem những thông tin được cập nhật liên tục trên fanpage Facebook của Jenny, và ban tổ chức sẽ nhanh chóng đóng đơn ngay khi hết vé. Thế nên các bạn hãy nhanh chân đăng ký ngay nhé. Và một điều nữa là các bạn hãy để lại một lời nhắn gửi, lời chia sẻ về năm vừa qua của các bạn, hoặc chỉ đơn giản là một lời chào xuống phần bên dưới bình luận video để Jenny nhìn được tên của các bạn nhé. Và cũng rất cảm ơn dòng đá phong thủy duyên dàng Crystal với chất đá hoàn toàn thiên nhiên giúp tăng tần số năng lượng và thu hút mục tiêu của bạn nhanh chóng đã luôn đồng hành với chương trình. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhớ like, share, chia sẻ nó đến cho nhiều người cùng biết, và đừng quên tìm link thỉnh đá năng lượng nhà duyên dàng bên dưới video nữa nhé. Và nhớ là hãy nhớ nút subscribe, đăng ký kênh, bật thông báo là cái bell nhỏ bên cạnh để xem tới các video hấp dẫn mới vào tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.